Trong chương trình của ngày hôm nay, chúng ta sẽ kể câu chuyện về máy bay Su-57. Và dù cho đây chỉ là một mô hình, nhưng nó vẫn là mô hình của loại máy bay tiêm kích hiện đại nhất của Nga. Trong chương trình, chúng tôi đã nói rất nhiều về nó cùng các loại máy bay Sukhoi khác. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về phòng thiết kế đứng sau lực lượng không quân này. Phòng thiết kế chịu trách nhiệm phát triển hơn 100 loại máy bay khác nhau cùng các biến thể của chúng. Một nơi đã sản xuất hàng loạt đến 11.000 máy bay và hơn một nửa số máy bay của lực lượng không quân Nga mang trên mình chữ Sukhoi. Bí mật của thành công này không nằm ở danh tiếng lẫy lừng của cha đẻ phòng thiết kế, người đã mất từ lâu. Nó cũng không phải nhờ vào may mắn mà phòng thiết kế có thể bảo toàn và phát triển được năng lực công nghệ của mình. Nó cũng không nằm ở những hợp đồng hay hỗ trợ từ nhà nước. Bí quyết là nhờ những con người làm việc ở đây, những người hiểu được sự thay đổi và đã chuẩn bị để hòa mình với thời cuộc. Họ đã tạo ra những sản phẩm giá trị mà đất nước luôn cần trong suốt 80 năm khó khăn, dài đằng đẵng. Vâng, năm nay phòng thiết kế Sukhoi xứng đáng kỷ niệm tưng bừng 80 năm ngày thành lập của họ. Siêu mạnh, siêu nhanh, siêu năng lực, với một bản danh sách dài những siêu phát minh. Ghế phóng đầu tiên của Liên Xô, dù boom tốc độ cao, càng trượt tuyết, hệ thống lái điều khiển điện tử, thân máy bay titan, cánh máy bay thay đổi độ cụp, máy bay bay cụp trước, công nghệ tàng hình, tất cả những thứ đó đều được tạo ra ở Sukhoi. Vậy hiện phòng thiết kế đang làm gì và họ có dự định gì cho tương lai? Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57, đỉnh cao của thiết kế máy bay hiện đại, đó cũng là thành quả của Sukhoi. Với những mốc son đã vượt qua này, giờ là lúc họ tiến nhanh về phía trước. Có một câu nói đùa rằng, trong ngành hàng không, mất tốc độ còn đáng sợ hơn mất vợ. Lực nâng khi bay được tạo ra bởi dòng khí thổi qua cánh máy bay. Do đó, bạn không thể để tốc độ của mình quá chậm, nếu không chiếc máy bay sẽ bị thất tốc và cắm đầu xuống đất. Thật là một cách thú vị để miêu tả phòng thiết kế Sukhoi. Từ ngày đầu tiên, cả tập thể này chỉ tiến lên phía trước, không mệt mỏi, không sợ hãi, đầy sáng tạo. Như máy bay trên không vậy, dừng lại tức là chết. Và cứ thế, các phát minh tiếp tục được triển khai. Máy bay Su-57 là loại máy bay thế hệ thứ 5, bước tiến mới nhất của phòng thiết kế, nhưng không phải là bước tiến cuối cùng. Chúng tôi thậm chí còn bay thấp hơn nữa, thấp hơn 100m, chỉ còn cỡ 300m. Và giờ họ đang thử vượt qua bên dưới chúng tôi. Thước phim này được quay ở Akhtubinsk, trên cửa nhận hàng của một chiếc máy bay vận tải đang mở khi bay. Và ngay phía dưới chúng tôi, đó là một chiếc tiêm kích hiện đại nhất, cũng có thể là đẹp đẽ nhất của Nga, đang thực hiện một điệu ballet trên không. Vậy thì máy bay của Sukhoi trông như thế nào trong 8 thập kỷ trước? Đây là chiếc Su-2, loại máy bay đầu tiên ra đời từ phòng thiết kế của Sukhoi, được biên chế từ năm 1939, trước cả Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tổng cộng có hơn 800 chiếc máy bay loại này được sản xuất. Chúng ta sẽ quay lại điểm mốc này của Sukhoi sau. Nhưng ngay bây giờ, có một chi tiết rất thú vị. Rất nhiều tính năng của thiết kế đầu tiên này đã được thừa kế bởi máy bay Su-57, loại máy bay đứng đầu hiện đại nhất. Vâng, việc đã diễn ra là chiếc máy bay ban đầu được thiết kế và chế tạo với cấu hình toàn thân được làm bằng kim loại. Nhưng ngay trước khi nó đi vào sản xuất hàng loạt, người ta đã đưa ra quyết định thay thế phần kim loại trên thân máy bay được thay bằng gỗ. Do đó, chiếc máy bay trở thành một công trình hỗn hợp giữa các chi tiết bằng kim loại và gỗ. Thiết kế này cuối cùng đã được duyệt và chấp nhận đưa vào sản xuất. Và chính những chiếc máy bay này đã tham chiến trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Su-2 là máy bay tiêm kích bom tầm gần, nó có thể làm nhiệm vụ trinh sát hay tấn công mặt đất. Pavel Sukhoi đã giành được hợp đồng với quân đội qua mặt cả những cục thiết kế giàu truyền thống hơn như Tupolev và Polikarpov. Nhưng tại sao cỗ máy cổ lỗ theo tiêu chuẩn ngày nay này lại có điểm tương đồng với loại máy bay Su-57 siêu hiện đại? Vâng, bắt đầu từ chỗ người ta định làm khoang chứa bom trong thân cho máy bay Su-2
để treo bom trong đó. Điều này giúp máy bay cải thiện được tốc độ. Ý tưởng này đã được áp dụng 70 năm sau trong máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5. Và thứ hai ở chỗ, máy bay Su-2 được phát triển hoàn toàn trong bí mật. Thậm chí, một số phi công còn không biết về chiếc máy bay mà họ đang lái. Có một câu chuyện vui được nhắc đến trong vài tập hồi ký của Pokrishkin về trận chiến đầu tiên trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại khi ông ta bắn hạ một chiếc Su-2. Điều này mãi sau này mới được biết bởi anh hùng Liên Xô, phi công nổi tiếng Ivan Persigo. Thế nhưng tại sao tai nạn bắn nhầm đồng đội như vậy lại xảy ra? Không nhiều người được biết về loại máy bay mới. Đó là lý do vì sao Pokrishkin không nhận ra hình dáng của nó, và chỉ sau khi chiếc máy bay đó rơi xuống thì ông mới nhìn thấy ngôi sao đỏ trên cánh của nó. Rõ ràng người đã gánh vác cả phòng thiết kế Sukhoi khi đó là Pavel Osipovich Sukhoi. Đây là ảnh của ông chụp ngay trước cách mạng tháng 10. Sukhoi sinh năm 1895. Và tại đây, trong văn phòng này, ông đã làm việc từ năm 1953 đến năm 1975. Đồng nghiệp của ông vẫn kể về việc ông tổ chức các cuộc họp hành ngay tại đây, hàng ngày cho đến sát ngày ông mất, trực tiếp tham gia vào từng bước phát triển các loại máy bay mới nhất. Hầu hết hiện vật ở đây đều được bảo tồn không ai động đến. Kính của ông ấy ở một bên, bút và bút chì để ghi chép các ý tưởng trong những dự án mới ở bên còn lại. Nhưng quan trọng nhất, hãy nhìn vào con số những dự án mới. Các tài liệu chồng chất lên nhau, sau đó là tương lai của ngành hàng không. Ngày nay, đó là một món quà. Tôi nghĩ ông là một thầy giáo tuyệt vời. Ông không chỉ nhét kiến thức vào đầu học trò của mình, ông đã cho họ cơ hội để phát triển theo hướng riêng của mỗi người và khai thác được hết tiềm năng của họ. Họ nói rằng Pavel Sukhoi là một người khá nghiêm khắc và ông rất cầu toàn về công việc của mình, luôn mong cấp dưới của mình cũng phải có kết quả như vậy. Ông trở thành người đứng đầu phòng thiết kế của riêng mình năm 1939, với thêm vài thiết kế máy bay cường kích khác sau Su-2. Tuy nhiên đến năm 1949, kèm theo tai nạn của Pokrishkin, một sự kiện bất ngờ khác đã xảy ra và phòng thiết kế bị đóng cửa. Thật khó để tin được điều đó khi bạn nhìn thấy sự hoành tráng của phòng thiết kế Sukhoi ngày nay. Nhưng khi đó người ta nghĩ rằng khi cuộc chiến kết thúc thì ưu tiên nên dồn vào lĩnh vực nông nghiệp. Giờ đã không còn là thời của máy bay chiến đấu nữa rồi. Ngày nay vẫn còn nhiều người suy nghĩ kiểu vậy. Nhưng thời gian đã giải quyết cuộc tranh luận này. Vào năm 1953, phòng thiết kế Sukhoi đã được mở cửa trở lại. Và ngày nay, Sukhoi không còn chỉ là một phòng thiết kế. Họ còn sở hữu vài khu máy bay thử nghiệm gần Moscow cùng hai nhà máy sản xuất máy bay tại Novosibirsk và tại đầu kia của nước Nga, tại Komsomol trên sông Amur. Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ gọi điện truyền hình với họ từ đây, tại Moscow. Làm thế nào để đặt phần khung dọc vào trong buồng in của máy in 3D? Lúc đầu chúng tôi dự định sẽ đặt nó theo chiều thẳng đứng. Chúng tôi đang nói về phần khung dọc của phần cánh gió, chính là bề mặt kiểm soát khí động học ở phần rìa sau của cánh máy bay. Chúng tôi hiện đang sản xuất chi tiết này theo cách truyền thống, hàn các cấu trúc titan. Có thể những gì các chuyên gia đang nói, người xem bình thường không thể hiểu ngay được. Tuy nhiên nếu như bạn cố lắp ghép chúng lại, mọi thứ trở nên rõ ràng rằng ở đây không thiếu những công nghệ sản xuất máy bay mang tính cách mạng. Ngày trước, để chế tạo được một chi tiết, bạn cần phải phay cắt từ phôi, hay hàn, hay tán đinh chúng lại với nhau, hay đúc chúng. Nhưng trong tương lai, tất cả những công đoạn này có thể được thay thế bằng công nghệ in 3D. Việc đó được gọi là sản xuất phụ trội, và nó cho phép chúng tôi tạo ra những chi tiết như thế này. Những chi tiết này không thể đúc, hàn hay gò. Điều quan trọng là chúng phải đáp ứng được các yêu cầu về độ bền cấu trúc. Dù sao, những cấu kiện này cũng phải chịu được áp lực khi làm việc trong môi trường siêu âm. Nhưng vào đầu những năm 1950, nhịp sống mới bắt đầu hối hả trở lại. Máy bay bắt đầu đạt được vận tốc Mach 1 hơn 1.200 km một giờ và vượt qua mốc đó. Và như vậy, chuyện chúng ta bước vào thời đại siêu âm đã trở nên rõ ràng. Đây là máy bay Su-7B, một biến thể của máy bay Su-7. Đó là sản phẩm đầu tiên sau khi phòng thiết kế được mở cửa trở lại, và thiết kế này đã chứng minh nó thành công đến nỗi. Ngay chuyến bay thử đầu tiên, máy bay đã vượt xa yêu cầu đề ra, đạt tốc độ tối đa lên tới 1.900 km một giờ và độ cao tối đa hơn 19.500 m. Su-7 là một máy bay Sukhoi cổ điển. Thiết kế thành công khiêm tốn này trên thực tế đã phục vụ gần 30 năm cho không quân Nga với 9 biến thể khác nhau, được phát triển và 9 nước hỏi mua. Đây là đơn hàng xuất khẩu quốc tế đầu tiên của chúng tôi.
Trong tổng số gần 2.000 máy bay Su-7 được chế tạo, với tất cả các phiên bản, có 400 chiếc dùng để xuất khẩu. Đó là một bước đột phá của chúng tôi. Bước đầu tiên giúp Sukhoi tham gia sân chơi quốc tế. Một viên ngọc nữa trên vương miện của Sukhoi chính là hậu duệ của chiếc Su-7B, máy bay Su-17, loại máy bay Liên Xô đầu tiên có cánh thay đổi được góc nghiêng với thân. Vì sao cần thay đổi góc nghiêng đó? Bởi vì tại tốc độ cận âm, thiết kế hiệu quả nhất là cánh thẳng vuông góc với thân và xòe rộng nhất có thể. Nhưng với tốc độ cao hơn, cánh có góc nghiêng nhỏ hơn so với thân lại có hiệu quả tốt hơn. Các bạn có nhớ đến những chú chim thường cụp cánh của chúng lại khi tăng tốc đúng không? Vâng, ngành hàng không luôn lấy ý tưởng từ thiên nhiên và sự tương đồng này sẽ càng ngày càng rõ. Và đây là một ví dụ khác. Đây là cấu trúc của cánh máy bay ngày nay và được thiết kế được máy tính khuyến nghị. Trông rất giống rễ cây, đúng chứ? Vâng, nó giống như rễ cây và cành cây. Đây là những gì máy tính khuyến nghị cách nó phân bố vật liệu. Có một khái niệm khác cũng cần phải nhớ khi nói về cuộc cách mạng sản xuất này. Đó là tối ưu hóa hình học. Đó là khi máy tính giúp thiết kế những mẫu mới. Một hình dung đơn giản, hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất, thiết kế bởi con người và chế tạo bằng máy CNC. Chi tiết thứ hai, thiết kế bằng máy tính và in 3D, bỏ qua hình dạng kỳ dị, sự khác biệt về khối lượng chính là chìa khóa. Chi tiết do máy tính thiết kế nhẹ hơn 30%, có nghĩa là nó sử dụng ít kim loại hơn cho cùng một độ bền tương đương về cấu trúc. Đó là những gì mà tối ưu hóa hình học mang lại. Máy tính không quan trọng cho đó là đường thẳng hay những hình dạng nhìn thuận mắt. Chúng tính toán và nhắm tới những thiết kế tốt hơn, nhẹ hơn, bền bỉ hơn. Những thiết kế đã được tối ưu hóa, đó là lý do vì sao những đường cong này lại giống với rễ cây và cấu trúc xương. Các bạn có thể thắc mắc, vì sao máy tính lại hiểu được cách nào là tối ưu? Câu trả lời là toán học và cơ sở dữ liệu thử nghiệm của Sukhoi. Địa điểm này là phòng thí nghiệm thử nghiệm tĩnh của phòng thiết kế Sukhoi. Đó là nơi họ kiểm tra độ bền cấu trúc của các vật liệu tiềm năng làm máy bay. Môn học nổi tiếng Spromat hay sức bền vật liệu, một môn khoa học về sức bền và độ chịu lực của các cấu trúc và cơ cấu động. Tất cả các chi tiết của thiết kế máy bay tương lai đều phải sống sót trước các bài thử tải kéo, nén và xoắn tại đây. Thêm nữa, ngay cả toàn bộ phần thân và cánh máy bay đều được thử nghiệm tại đây để tìm ra điểm tới hạn. Điều này giúp họ có được dữ liệu về giới hạn của sức bền cấu trúc và tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ để có thể tối ưu hóa hình dạng và cấu trúc của chi tiết. Với việc tối ưu hóa hình học, bạn không chỉ thiết kế được các cơ cấu và chi tiết, bạn có thể tạo ra toàn bộ cấu trúc khung thân máy bay. Như đã trình diễn trong mô hình 3 chiều, ở đây chúng ta có thể thấy các chi tiết chịu lực chính trong phần khung thân và sử dụng mẫu 3D này. Chúng tôi đã có thể phục chế lại nó ở cấp độ mô hình vật lý với sự giúp đỡ của công nghệ in 3D. Vậy là nếu như người ta có thể dùng công nghệ sản xuất hỗ trợ và tối ưu hóa hình học từ 20 năm trước, cấu trúc khung thân của máy bay Su-57 có thể trông đã như thế này. Ngay bây giờ, những công nghệ này đã được sử dụng trong các công đoạn nghiên cứu phát triển của tất cả các loại máy bay tương lai. Và điều này là nhờ vào một trong những nguyên tắc cốt lõi của Sukhoi, luôn nghĩ trước một bước và tiến tới những nơi mà chưa từng có ai khai phá. Đó là câu chuyện của máy bay T-4 với hình dáng và kích cỡ bất thường của nó. Thật không dễ gì để nhận ra đây cũng là một thiết kế của phòng thiết kế Sukhoi. Máy bay T-4 được chế tạo để chống lại các cụm tác chiến tàu sân bay xung kích trên chiến trường đại dương, hay cụ thể là các hàng không mẫu hạm. Nó được thiết kế để mang theo tên lửa không đối hạm. Trong giai đoạn hậu thế chiến, hàng không mẫu hạm chính là thứ vũ khí chính của Hải quân Mỹ. Để chống lại chúng, Liên Xô cần phải có một loại máy bay ném bom siêu âm có thể chở theo tên lửa chống hạm. Một chiếc máy bay lớn không phải là sở trường của Sukhoi. Họ nói rằng chính Andrei Tupolev cũng nghi ngờ năng lực của Sukhoi khi chuyển từ thiết kế các loại máy bay tiêm kích nhỏ, linh hoạt, để làm máy bay ném bom mang tên lửa cỡ lớn đầy uy lực. Tupolev đã nói rằng ông ta hiểu rõ học trò của mình là Sukhoi
mà nhiệm vụ này vượt quá năng lực của anh ta. Và Sukhoi đã trả lời, em là học trò của thầy, em sẽ tìm ra giải pháp. Các mô hình tĩnh cho chúng tôi thấy loại máy bay mới hiếm khi vượt qua 30% số điểm tương đồng với các thiết kế cũ. Khi chiếc T4 được chế tạo năm 1971, 90% các bộ phận của nó là thiết kế hoàn toàn mới. Vâng, thứ đầu tiên chính là khung thân của máy bay, được chế tạo chủ yếu từ titan và thép để chịu được nhiệt độ cao. Thứ hai là hệ thống điều khiển bay điện tử, đó là một trong những máy bay đầu tiên trên thế giới sở hữu hệ thống điều khiển kiểu này. Và thứ ba là áp lực của cơ cấu thủy lực được tăng lên đến 4.000 PSI. Ngày nay, hệ thống điều khiển bay điện tử đã được lắp đặt trên mọi loại máy bay. Nhưng vào thời điểm đó, đây là một bước đại nhảy vọt. T-4 cũng là loại máy bay Liên Xô đầu tiên có hệ thống điều khiển miệng phun động cơ tự động, bơm nhiên liệu túc bin tăng cường và mũi máy bay hạ xuống được. Thiết kế này sau đó được áp dụng lại để tạo hình cho máy bay chở khách siêu âm Tu-144. Vậy chúng ta đang ở chỗ nào đây? Trong trung tâm nghiên cứu công nghệ siêu máy tính. Và công nghệ siêu máy tính là gì vậy? Vâng, nó có nghĩa là tại đây chúng tôi phát triển và lập trình tạo ra những bản sao điện tử cho những thiết kế máy bay nhiều hứa hẹn nhất. Ví dụ như máy bay Su-57. Ngay từ đầu những năm 1970, Pavel Sukhoi đã liên hệ với trung tâm máy tính Doronitsyn trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Yêu cầu của ông là giúp tự động hóa quy trình thiết kế máy bay. Các nhà khoa học ở đây đã ngạc nhiên, chưa từng có trưởng phòng thiết kế nào nghĩ tới việc đề xuất như vậy cả. Từ bảng vẽ cho đến máy tính, từ phần thiết kế cho đến mô hình hóa, Pavel Sukhoi luôn có tầm nhìn đặc biệt hướng tới tương lai xa. Ông đã nhìn rõ định hướng tương lai tới nửa thế kỷ sau của ngành công nghiệp này. Đây là mô phỏng quá trình cắt bình nhiên liệu phụ. Chúng tôi nhìn thấy mô phỏng phân bố những điểm chịu lực. Nhờ đó cho phép chúng tôi tính được đến những tương tác giữa mấu gắn và đưa ra kết luận về độ an toàn của hành động này. Đấy đã, chúng ta chỉ cắt và thả bình nhiên liệu phụ thôi mà. Tại sao cần phải tính toán và mô phỏng đến những việc này? Sẽ có những tình huống xác suất va chạm bình chứa với máy bay. Do đó, chúng tôi sẽ phải chắc chắn được rằng việc thả bình này là an toàn. Kiểm tra mọi thứ từ mặt đất trong khả năng có thể chính là một trong những nguyên tắc định hướng cơ bản của người thiết kế máy bay. Trong quá khứ, tất cả mọi chi tiết của máy bay đầu tiên phải được thiết kế trên giấy, sau đó chế tác, sau đó mới là thử nghiệm, thiết kế lại với những dữ liệu có sẵn, chế tác một lần nữa và thử nghiệm một lần nữa. Ngày nay chúng ta có thể nhận diện hầu hết các lỗi thiết kế thế này trên màn hình máy tính. Đây là chương trình mô phỏng lại các điều kiện cực đoan khi bay. Anh có thể thấy nhiệt độ. Phần mũi đã bị quá nhiệt và phần nắp buồng lái. Vâng, tương đối quá nhiệt. Thông số chính mà chúng tôi mô phỏng ở đây là khí động học. Và điều đó cho chúng ta thấy những gì? Nó cho chúng ta thấy sự phân bố lực. Chúng ta có thể nhìn thấy các điểm chịu lực cực đoan trên bề mặt, ví dụ như trên kính chắn gió. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không cần các thử nghiệm vật lý thực tế nữa. Nhưng ngày nay, các thử nghiệm đó chỉ được thực hiện sau khi mô phỏng máy tính hoàn tất. Còn một điểm nữa, tôi phát hiện ra trong nhóm của anh có rất nhiều thành viên trẻ. Tuổi của những người trẻ nhất là bao nhiêu? Người trẻ nhất khoảng 20 tuổi là sinh viên. Và anh tin tưởng giao những nhiệm vụ khó khăn này cho họ. Chúng tôi làm việc cùng các sinh viên để đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức lý thuyết và thực nghiệm để giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trong tương lai. Tôi luôn muốn biết được các phi công ngày nay nghĩ gì về những chiếc máy bay này. Và chúng tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ với Sergei Bogdan, anh hùng nước Nga và phi công thử nghiệm của máy bay Su-57 và một loại máy bay huyền thoại khác của Sukhoi là chiếc Su-15. Điều luôn làm nên sự khác biệt của máy bay Sukhoi là buồng lái. Các phi công quen với các máy bay khác tới lái máy bay của Sukhoi luôn nói, ồ, có nhiều không gian trên vai quá, nhiều chỗ để chân quá,
chỗ nào cũng rộng rãi, thật tuyệt vời. Sự khác biệt cơ bản giữa máy bay cũ và mới ngày nay đó là máy bay hiện đại không chỉ là công cụ, chúng là một bên tham gia chủ động, bạn đồng hành trên không. Ý tôi là những chiếc máy bay này có năng lực rất tốt. Bạn có thể dễ dàng làm máy bay bay lội một vòng ở độ cao 300m hay tại độ cao cực kỳ lớn, thậm chí ở ngay cả tốc độ siêu âm, và nó sẽ thực hiện được. Với những chiếc kia thì chúng rất giới hạn. Giới hạn độ cao, bạn bay lộn vòng ở độ cao lớn hơn một chút thì máy bay sẽ không đủ công suất, nó sẽ không thể đạt được tốc độ tối đa và sẽ dần thất tốc. Với tốc độ cũng vậy, chỉ cần cao hơn hay chậm hơn một chút là khả năng điều khiển sẽ giảm dần. Nhưng với những chiếc máy bay hiện đại, chúng có khí động học hoàn hảo, hệ thống máy tính thông minh. Có thể nói rằng, máy tính đã làm một nửa công việc kiểm soát những mặt phẳng khí động trên cánh lái rồi. Đây là một đoạn mô phỏng lại điều đó. Phóng viên Boris Zimin đã lần đầu tiên cố gắng cất cánh trên một chiếc máy bay thế hệ 5 Su-57. Bắt đầu quay. Trên máy tính mô phỏng, tất nhiên. Sẵn sàng chưa? Rồi. Hãy nghĩ về điều đó, lần đầu tiên ngồi sau cần lái của một chiếc máy bay tiêm kích mà vẫn cất cánh dễ dàng và không cần đoán, ngay cả tương tác điều khiển cũng rất sáng tạo, giống như tương tác trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng vậy. Đây là bố trí thiết bị điều khiển tiêu chuẩn. Bên trái là màn hình đa năng với các thông tin chiến thuật, và bên phải là màn hình đa năng hiển thị các thông tin bay. Ngay cả khi phi công phạm sai lầm thì máy tính cũng tự điều chỉnh lại. Ngoài ra còn có các thiết bị như kiểm soát bay tự động, hệ thống kiểm soát vũ khí, hệ thống bắt bám mục tiêu. Những công nghệ này rồi sẽ phát triển như thế nào? Hiện tại chúng tôi đang phát triển những màn hình đa năng với công nghệ cảm ứng. Hệ thống kiểm soát bằng giọng nói có nhận dạng văn cảnh. Hệ thống chỉ thị 3D. Và hệ thống kiểm soát hoạt động não bộ của phi công. Tất cả những thứ này vẫn là tương lai, nhưng thậm chí ngay cả hiện tại, phòng thiết kế Sukhoi cũng làm được nhiều việc hơn là chỉ thiết kế và chế tạo máy bay. Một số có thể bất ngờ vì nhà vô địch thế giới 7 lần bộ môn nhào lộn máy bay, Svetlana Kapanina, là một giáo viên bay của phòng thiết kế Sukhoi. Và Yuri Vashchuk, chủ tịch Hiệp hội Mô hình hóa Hàng không Toàn Nga, cũng là một phi công thử nghiệm của máy bay Sukhoi Su-57. Dù gì thì mô hình máy bay chúng tôi cho các bạn xem ở phần đầu tập phim chính là sản phẩm của thành viên hiệp hội của Yuri. Xem nó cất cánh cũng không kém phần hứng thú so với việc ngắm nhìn bản mẫu đầy đủ của nó, Su-57. Gần như loại máy bay này không cần bất kỳ đoạn đường băng nào. Việc cất cánh gần như chỉ cần ngóc lên đúng 90 độ, ba thẳng đứng luôn. Đây không phải là một động tác trình diễn bay cơ bản, và giờ tới thêm một động tác phức tạp khác, động tác rắn hổ mang Pugachev nổi tiếng. Ngoài hàng không, phòng thiết kế còn có thêm những dự án phi quân sự siêu hiện đại khác nữa. Đối với đồng nghiệp của chúng tôi, một bác sĩ đã qua đào tạo. Câu chuyện thực sự mang tính cá nhân. Khi còn tuổi thiếu niên, tôi nhớ rằng bố mình đã thực hiện ca ghép tim nhân tạo đầu tiên. Do đó chúng tôi có rất nhiều mẫu tim nhân tạo khác nhau ở nhà. Và tôi rất ấn tượng khi biết rằng trái tim nhân tạo đầu tiên bố tôi phẫu thuật đã được thiết kế và sản xuất tại đây, thiết kế Sukhoi. Chương trình này đã được giám sát bởi phòng thiết kế và một người khác quyền lực hơn. Chúng tôi nhận được một chỉ đạo rất nghiêm ngặt, bởi vì dự án này mang tính quốc tế. Tôi đã báo cáo với Pavel Sukhoi, nhưng tôi cũng phải nộp báo cáo hàng tháng về tiến độ trước Hội đồng của Bộ Y tế. Phát minh mới cũng giống như tung đồng xu vậy, bạn không bao giờ biết mình nhận được thứ gì chỉ sau khi bạn làm ra nó. Bạn có thể thắng và cũng có thể thua. Nhưng nếu không cố gắng thì không thể có chiến thắng. Vào đầu những năm 1990, Sukhoi đã quyết định đánh canh bạc tất tay để chế tạo ra loại máy bay khác thường nhất trong lịch sử của cả đất nước, chiếc Su-47 Berkut.
Tổng công trình sư của nó là Mikhail Pogosyan, người sau này đã trở thành tổng giám đốc của phòng thiết kế Sukhoi. Nhưng làm thế nào để họ có thể thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một chiếc máy bay hoàn toàn mới trong khi đất nước chìm trong khủng hoảng kinh tế? Câu trả lời là họ đã tự làm điều đó với tiền túi của mình. Dự án này đã giúp bảo toàn công ty, cho họ một mục tiêu để đạt đến, và những mục tiêu này luôn rất tham vọng. Để thiết kế được một chiếc máy bay có cánh giữa thân nghiêng về phía trước, một thiết kế còn ấn tượng cho đến ngày nay, tôi đã sẵn sàng để nhìn thấy chiếc máy bay này. Rất lâu trước khi thực sự nhìn thấy nó, tôi đã nhìn thấy bản vẽ thiết kế và sau đó tôi nhìn thấy nó trong xưởng lắp đặt. Do đó, tôi đã dần dần quen với hình ảnh đó. Nhưng thực sự thì thiết kế bề ngoài của nó vẫn là một thứ gì đó rất khác biệt. Tiền khi đó không có nhiều, do đó họ quyết định bay thử nghiệm bằng bản mẫu thử được sản xuất ra để thử nghiệm độ bền cấu trúc. Ngày nay, nó đã trở thành hiện vật bảo tàng. Vâng, Berkut chính là bãi thử nghiệm của rất nhiều ý tưởng. Không chỉ cánh nghiêng ngược về phía trước, mà thực sự rằng máy bay Su-57 theo cách nào đó chính là hậu duệ của nó. Nhưng tất nhiên, cấu hình cánh nghiêng ngược dù đã chứng minh khả năng thì vẫn còn rất đắt đỏ và khó chế tạo. Thiết kế cánh nghiêng ngược về phía trước giúp cải thiện khả năng điều khiển ở tốc độ thấp và cho phép cất cánh hay hạ cánh với tốc độ chậm hơn nhiều. Tính năng của thiết kế này rất quan trọng, bởi vì chiếc Berkut được nhắm tới với vai trò là tiêm kích trên hạ. Điểm trừ của thiết kế này chính là ở chỗ nó tạo ra tải trọng rất lớn ở đầu cánh máy bay. Đó là lý do tại sao phần chi tiết này được làm từ vật liệu phức hợp siêu bền, là thứ sau này được sử dụng thành công trong thiết kế của loại máy bay Sukhoi mới Su-57. Sự tiếp diễn sáng tạo này chính là lý do vì sao, theo tôi nghĩ, Sukhoi dù ở tuổi 80 nhưng vẫn là một đơn vị đầu ngành tại Nga. Đây là một ví dụ nữa về tinh thần sáng tạo của Sukhoi, hệ thống quản lý tri thức. Chỉ trong vài năm, phòng thiết kế này đã tích tụ được nhiều dữ liệu đến nỗi họ quyết định tạo ra thứ gì đó giống như mạng xã hội nội bộ, đặc biệt dùng cho nhân viên của Sukhoi. Đây là trang chính của hệ thống quản lý tri thức của chúng tôi. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy tất cả những đường dẫn về các bộ phận và lĩnh vực kinh doanh của công ty. Nó cũng có một chương trình tìm kiếm tương tự Yandex, giúp người ta tìm ra thông tin cần thiết dễ hơn. Trang KMS bao gồm cả chương trình tìm kiếm, một phòng chat nội bộ, các nhóm chung lợi ích dữ liệu, như một mạng Internet riêng của Sukhoi vậy. Một công cụ không thể thay thế dành cho bất kỳ nhà thiết kế nào, một công cụ để tạo ra các máy bay loại mới hay hiện đại hóa các loại có sẵn. Ví dụ như loại Su-25, chiếc máy bay cường kích có tốc độ cận âm này có chuyến bay đầu tiên tận năm 1975. Nhưng 40 năm có là gì trong sự nghiệp phục vụ của máy bay Sukhoi đâu cơ chứ? Một số người có thể ngạc nhiên khi biết rằng loại Su-25 có vẻ đã rất lỗi thời, vẫn còn có thể hiện đại hóa. Không chỉ đợi hiện đại hóa, nó hiện đã đang được hiện đại hóa. Tất cả các máy bay đang phục vụ đều nhận được những công nghệ mới, phòng thủ tốt hơn và có năng lực tấn công chuẩn xác hơn với các thiết bị điện tử hỗ trợ. Cấu trúc và ngoại thất của máy bay không thay đổi. Nhưng các anh có nghĩ rồi sẽ đến lúc nó vẫn phải ra đi vì đã quá già không? Chúng tôi không bao giờ vội vàng với điều đó. Trước tiên chúng tôi sẽ chế tạo những bản thay thế. Bên cạnh đó, loại máy bay này đã tham chiến nhiều hơn hầu hết các loại máy bay hiện đại khác kể từ khi được biên chế năm 1981. Nó đã được sử dụng trong các trận chiến Liên Xô, Afghanistan, chiến tranh Iran, Iraq, nội chiến Tajik, chiến tranh vùng vịnh, cuộc chiến tại Abkhazia cùng nhiều cuộc xung đột khác. Và nó hẳn đã không sống sót tới ngày nay nếu nó chưa từng chứng minh được năng lực đáng gờm của mình. Chương trình đã từng quay được chiếc Su-35 trong chiến đấu tại cuộc xung đột Syria. Chúng tôi đã được phép gắn máy quay hành động vào máy bay và mũ bay của phi công và cho thấy nhiệm vụ tìm diệt những kẻ khủng bố đã diễn ra như thế nào. Chương
Chiếc máy bay này khá ấn tượng vì khả năng sống sót rất tốt như đã thể hiện trong cuộc chiến ở Afghanistan. Trong suốt 60.000 phi vụ bay, nó chỉ chịu thiệt hại 28 chiếc. Hơn 2.000 nhiệm vụ cho mỗi chiếc máy bay đã mất. Tôi không nghĩ là các loại máy bay khác lại có được một lịch sử hoành tráng như vậy. Một gói nâng cấp các biện pháp đối phó được thiết kế để tăng khả năng sống sót khi chiến đấu, bao gồm tăng cường bọc giáp, chống sức nổ, các cơ cấu kiểm soát dự phòng và hơn nữa. Đã có lần, quân thánh chiến bắn hỏng một động cơ của chiếc máy bay này, nhưng nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Trong cuộc chiến Nga-Gruzia năm 2008, một chiếc máy bay khác đã trúng đạn còn tệ hơn khi cả hai động cơ đều bị hư hỏng, nhưng nó vẫn trở về căn cứ an toàn. Những câu chuyện về quá trình phát triển và phục vụ của máy bay Su-25. Trong khi đó, Sukhoi đã triển khai dự án tiếp theo, loại máy bay sau này đã trở thành ngựa cày trong không quân Nga. Chiếc Su-27. Loại máy bay tiêm kích hạng nặng đa năng siêu âm có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay Su-27 được coi là đi đầu, lịch sử, chấn động. Vậy chúng có đặc điểm gì? Hình dáng khí động giúp nó bay cực kỳ linh hoạt. Tất nhiên, điều này cũng là nhờ những quyết định quyết đoán khi thiết kế. Ý tôi là hình dáng của cánh và khung thân, phần thân nâng ấy. Đây là đội hình biểu diễn của một trong hai đội bay biểu diễn nổi tiếng nhất nước Nga, đội Stryzny hay Chimen. Đội còn lại là Ruski Vyazdi hay Hiệp sĩ Nga. Các phi công của đội Stryzny lái những chiếc máy bay MiG, còn đội Vityaz lái máy bay Su-27 hạng nặng. Nhưng cả hai đội đều trong một đội hình biểu diễn chung duy nhất, thực hiện các động tác trình diễn đồng bộ khi chỉ cách nhau vài mét. Cần phải chú ý rằng khi các đội bay biểu diễn nước ngoài thường cố làm cho máy bay nhẹ hơn bằng cách tháo bớt phụ tùng, thì đội bay VTS luôn biểu diễn với các máy bay đang phục vụ trong quân đội, vẫn còn đầy đủ trang thiết bị. 37 năm đã trôi qua giữa chuyến bay đầu tiên và buổi lễ giới thiệu một chiếc máy bay thế hệ mới. Tất nhiên, có sự xuất hiện của các máy bay trong giai đoạn chuyển đổi với thế hệ 4 cộng hay 4 cộng cộng. Nhưng hãy nghĩ là hai thế hệ con người đã sinh ra và họ đã thay đổi rất nhiều, đã có con cháu, và giờ đây có máy bay thế hệ mới. Đây là loại máy bay lịch sử và nó vẫn còn rất nhiều chỗ trống để hiện đại hóa. Đó là lý do tại sao chúng vẫn được nâng cấp, lắp đặt các hệ thống hiện đại hơn và cải tiến. Máy bay Su-27 đã dọn đường cho máy bay Su-30 MKI, loại máy bay tiêm kích hạng nặng hai chỗ ngồi đầu tiên trên thế giới, chế tạo dành riêng cho không quân Ấn Độ. Thiết kế này sau đó được phát triển thêm thành Su-30 SM, loại máy bay nổi tiếng đã mang lại nhiều tiền xuất khẩu hơn bất cứ hệ thống vũ khí nào. Sau đó là một bước tiến lớn của phòng thiết kế Sukhoi. Chiếc Su-34, loại máy bay ném bom chiến thuật duy nhất trên thế giới, có thể bay với tốc độ siêu âm và một buồng lái đủ rộng để cho phi công có thể đứng dậy và tập giãn cơ giữa chuyến bay. Chỉ với buồng lái của Su-34, phi công mới có thể đứng dậy giữa chuyến bay, ngồi xuống, đứng lên, duỗi chân tay và giãn cơ lưng. Và tất nhiên, chiếc Su-27 là một trong những tiền đề của niềm tự hào cũng như sự vui sướng của chúng ta. Chiếc Su-57. Loại máy bay này đã sẵn sàng để đưa vào biên chế. Sukhoi đã nhận được một hợp đồng cực lớn từ quân đội Nga, đặt mua 76 chiếc Su-57. Do đó, chúng tôi đã hỏi lãnh đạo Sukhoi về điều gì sẽ đến trong tương lai, khoảng nửa thế kỷ nữa. Vâng, tôi không nghĩ là có người có thể nói cho các bạn biết máy bay sẽ ra sao trong 50 năm nữa. Tôi chưa từng nghĩ kỹ về điều đó, bởi vì mọi thứ hiện tại thay đổi quá nhanh.
Thậm chí nó không còn là máy bay nữa, mà có thể sẽ là phi thuyền vũ trụ. Bay vào vũ trụ bằng phi thuyền ư? Liệu tôi có thể sống tới ngày đó không nhỉ? Vâng, hãy hỏi chuyên gia, đội trưởng phi công thử nghiệm của phòng thiết kế Sukhoi. Sao lại không cơ chứ? Chúng tôi luôn kiểm tra những mẫu thiết kế có tiềm năng trong thời gian dài. Vâng, nhìn nhận trong thời gian ngắn và trên trang mạng, Sukhoi có vẻ đang chuẩn bị lại làm thế giới choáng váng. Chúng ta vừa chứng kiến chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái hiện đại Otkhonik với thiết kế cánh bay gần như không thể phát hiện bằng radar. Nó đã bay qua sân bay vài lần trước khi hạ cánh thành công. Tôi có thể chia sẻ rằng phòng thiết kế Sukhoi hiện đại đang làm việc với vài dự án thế hệ mới. Các dự án của chúng tôi không hạn chế ở việc nâng cấp những loại máy bay đã nổi tiếng và đã chứng minh năng lực trong chiến đấu, như ở Syria chẳng hạn. Máy bay chiến đấu được triển khai cùng lực lượng vũ trang Nga và các lực lượng khác, mà nó còn bao gồm các dự án thế hệ mới của Bộ Quốc phòng Nga. Tôi hy vọng chúng ta có thể công bố thêm những sự kiện rất thú vị trong tương lai. Nhưng vì chúng ta đang nói về Sukhoi, truyền thống Sukhoi và trường thiết kế, chúng tôi đề cao sự khiêm tốn và như Pavel Sukhoi đã từng làm. Tôi sẽ không nói quá nhiều. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy những gì chúng tôi muốn cho thế giới thấy vào triển lãm March 2019. Nhưng hiện giờ thì cứ xem phần truyền thông của công ty đi đã. Vâng, tôi hiểu về sự khiêm tốn, nhưng ông có thể cho chúng tôi một sự gợi ý nhỏ được không? Liệu đó có phải là thứ gì đó mới và đột phá? Vâng, bất cứ một sản phẩm có tính chất cách mạng nào đều dựa trên những công nghệ hiện hữu. Do đó, chúng tôi, tất nhiên, sử dụng tiềm năng của một giải pháp mới được tìm ra trong quá trình phát triển máy bay Su-57. Tôi nghĩ là xu thế hiện giờ đã khá rõ. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các hệ thống vũ khí mới, đó đều là những đỉnh cao mà chúng ta cần phải khám phá. Và chúng tôi mới chỉ nói về những kế hoạch tức thì thôi đấy. Cuộc cách mạng mà đầu não của phòng thiết kế này đang nói đến, đối với phòng thiết kế Sukhoi, việc thiết kế máy bay mang tính cách mạng đã trở thành lối sống. Vì ở đây, cũng như ở trên không, dừng lại là chết. Và muốn thắng thì phải nhìn thẳng vào tương lai trước vài thập kỷ.